Xin chào các bạn đang theo dõi video từ bác sĩ Ngô Thị Thu Yến. Hôm nay thì Yến xin chia sẻ cho các bạn các bí kíp hay là các bước mà để các bạn có thể đến spa và lựa chọn một spa tiêu chuẩn để giúp cho mình điều trị mụn được thành công. Và các bước này thì ở tại spa Yến đã rất là thành công trong 20 năm vừa qua, điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân đã khỏi mụn. Ở bước thứ nhất đó là bước cần phải thăm khám cho bệnh nhân, soi da để định hình ra được nguyên nhân gây mụn là từ bên ngoài hay từ phía bên trong, tìm ra được cái phân loại được đúng cái làn da của khách hàng và kiểm tra được cái nền bệnh lý ở phía dưới, tiền sử khách hàng đã từng dùng mỹ phẩm hay chưa. Sau đó thì chúng tôi tiến hành vào các bước làm chăm sóc da, điều trị da chuyên sâu cho người bị mụn. Bước thứ nhất là chúng tôi cho tẩy trang bằng một loại tẩy trang kiềm dầu dành cho da mụn. Bước thứ hai là sử dụng sữa rửa mặt dành riêng cho da mụn có đầu chổi cọ thông minh với các sản phẩm từ Salicylate hỗ trợ cho việc cấp ẩm cho da mụn nhưng đồng thời làm kiềm dầu lấy đi được chất bụi bẩn ở trên da và chống khuẩn quay trở lại trên da. Bước số 3 chúng tôi sử dụng riêng một loại đặc chủng của tẩy da chết dành cho người bị mụn, đó là tẩy da chết sinh học dạng sủi bọt. Các cái bọt sủi sẽ thẩm thấu sâu dưới lăng lông, bình ổn được độ dầu, đào thải dầu thừa và đặc biệt lôi lên các chất cặn bã lên bề mặt da để chút nữa chúng ta lấy đi thật sạch. Sau đó chúng tôi tiến hành cho ủ mụn và xông hơi. Với thành phần của hoạt chất ủ mụn từ đặc chủng ở trong spa lấy từ nhựa của cây đu đủ sẽ hỗ trợ len lỏi vào các nhân cồi mụn, len lỏi vào các lỗ chân lông, đi vào các túi dầu, đi vào các túi cặn bã nhờn, làm mềm ẩm cặn bã nhờn lâu ngày. Sử dụng thêm máy xông để hút các cặn bã nhờn lên bề mặt và các bạn sẽ thấy nổi trắng lên bề mặt. Dùng máy chuyên dụng để hút các cái phần dầu mụn dư thừa có trên bề mặt da. Bước tiếp theo chúng tôi sẽ làm cân bằng, làm sạch sâu và cân bằng da bằng nước toner. Và đặc biệt toner này chúng tôi hỗ trợ đặc chủng ủ thêm cho vùng chữ T để giúp cho kiềm dầu khít lỗ chân lông và bình ổn bảo vệ da cho các vùng ngoài. Điện di một loại tinh chất đặc trị mụn trong vòng 7 ngày để hỗ trợ lấy sạch đi vi khuẩn ở trên còn tồn lại trên da và tạo thành một lớp màng tế bào hỗ trợ cho cấp ẩm, chống lại cái môi trường, tạo môi trường axit ở trên da và chống lại các tia tử ngoại, tạo vi khuẩn tái lại ở lỗ chân lông. Ngoài ra trong phần tinh chất này còn hỗ trợ cho việc kiềm dầu, chống tạo túi dầu dưới các nang lông và đặc biệt là phục hồi cho những làn da nhiễm corticoid. Sau các bước đã đi tinh chất là hỗ trợ dành riêng cho da mụn thì chúng tôi lựa chọn cho khách hàng một loại mặt nạ đặc trị cho nền da mụn với các thành phần như hoàng liên, nhân sâm, đương quy sẽ hỗ trợ cho ngoài việc điều trị mụn thành công còn bảo vệ từng tế bào da, đặc biệt là bình ổn độ pH trên da, nuôi lợi khuẩn ở trên da giúp cho mụn không thể tái lại được. Và bước cuối cùng là lựa chọn kem chống nắng phù hợp. Sau khi đã làm sạch da rồi thì chúng tôi cho khách hàng sử dụng kem chống nắng trước khi ra về. Thì kem chống nắng dành riêng cho người bị mụn đó là kem chống nắng có rễ của cây liễu, vỏ của cây liễu trắng, có thành phần axit salicylate để hỗ trợ làm tan dầu ở trên da, quay lại cấp ẩm trên da. Chính vì vậy khi sử dụng kem chống nắng này, người bị mụn hoàn toàn yên tâm, không bị dầu dư thừa, không bị mụn cám, không bị mụn đầu đen. Và quy trình như vậy thì khuyến cáo khách hàng một tuần nên làm một lần ở tại spa, vừa giúp cho da mặt của mình được thông thoáng và tạm biệt các tác nhân gây mụn, tạm biệt các vi khuẩn mụn, tạm biệt các vùng lỗ chân lông sẽ bị to. Khi mà bạn làm đều đặn như vậy thì chắc chắn mụn sẽ không có cơ hội quay trở lại trên nền da của bạn. Chúc các bạn thành công trong chương trình chăm sóc da của mình cùng người thân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi những video từ bác sĩ Ngô Thị